Xin chào tất cả các bạn, thôi đến mình giới thiệu cho các bạn làm phim bằng là quay cam. Em ăn cơm à? Chị em ăn. Tự gì vậy? Chị đọc đi, đọc đi, đọc đi. Chị em gọt đau cho anh. Em chụp đầu anh chị em vậy nhé. Đi cùng nhau. Mà gì là thu hút. Chụp đỡ gì em chụp đỡ. Cảm ơn. Tao chụp có. Tao chụp có. Xa nhau là nhiều. Chắc là chưa tới đây đâu, chắc là chưa tới đây. Thì phải đi cùng nhau, thì có thể nữa tệ được. Xin đột quay. Về bệnh viện không? Bệnh viện. Bệnh viện, em bị sợ lắm, em là gái. Hả? Chưa có làm không? Chưa làm phụ cho ai cái 3 phút. Để thôi. Mấy rồi ok luôn đang 4:30 bây giờ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.